chị Lâm. Hôm trước anh gửi cho tôi tấm ảnh siêu âm thai làm sao vậy? Siêu âm thai hả? Ảnh đã nói là gửi nhầm rồi mà. Anh cứ hỏi hoài làm ảnh khó xử đó. Đúng rồi, tôi gửi nhầm. Xin lỗi anh nha. Không sao, chỉ là nhầm lẫn thôi mà. Tôi nhắc nhở cô lần cuối, đừng có làm khó dễ cô nữa nha. Nếu tôi cứ làm đó thì sao? Anh định làm gì tôi? Anh định gửi thêm một tấm hình siêu âm cho chồng tôi hả? Trong tay tôi có một thứ rất hay ho, hay hơn mấy cái đó nhiều. Tôi cũng có một thứ hay ho lắm, tôi muốn cho anh xem nè. Anh có muốn xem không? Cô! Đây đang là công ty đó. Cô làm gì nó? Cô làm gì em tôi? Nói! Yên tâm đi, tất cả chỉ là diễn tuồng thôi, không có thật đâu. Từ từ nha má. Nè, dạ. Để má. Dạ. Con á, có đói bụng thì ăn cơm trước nha. Dạ. Đừng có chờ má với anh ba. Má đi tái khám á, làm xét nghiệm, tới xế chiều mới có kết quả. Út của anh ba lớn rồi mà đúng không? Hôm nay Út không có đi học, nhưng mà phải làm xong mấy cái nút á, nút áo. Ráng làm đi, chiều anh ba về anh ba mua bánh cho. Ở nhà đừng đi đâu nghe con. Con biết rồi, không đi đâu, không đi đâu. Từ từ má. Anh ba đi nha. Ở nhà nghe con. Nước này ngon quá. Ngon quá. Chị đứng lên đi, em đo cho chị. Em buồn ngủ thì cứ ngủ tí đi, chị đợi được mà. Không, em đo cho. Diễn đi. Nghĩ đâu, hoàn toàn là ảnh thật á, không có cắt ghép gì đâu. Nếu như mà anh còn muốn dồn ép tôi nữa thì tất cả sẽ biến thành sự thật. Cô mà đụng tới người thân của tôi sẽ dở bài ngửa với cô. Tôi sẽ cho mọi người biết bộ mặt thật của cô. Khoan đã, không phải là anh nên gọi điện về nhà nói chuyện lần cuối với má anh hả? Cô nói vậy là sao? Cô làm gì với má tôi hả? Tôi không có làm gì má anh hết. Nhưng mà nếu như anh cứ cố tình lật tẩy tôi
thì tất cả những tấm hình này sẽ xuất hiện trước mắt người thân của anh, làng xóm của anh. Anh nghĩ má anh có chịu nổi không? Tôi chưa bao giờ muốn xâm hại người thân của anh. Tôi cam đoan với anh, tất cả những tấm hình đó chỉ là tôi sắp xếp. Tôi chưa hề xâm hại gì tới con bé Út hết. Tại sao lại làm như vậy? Cô không thấy tội nghiệp một đứa trẻ khờ khạo như bé Út sao? Có chứ. Đó là lý do vì sao tôi không hề xâm hại đến bé Út. Tại vì anh đe dọa tôi đủ kiểu, cho nên tôi mới thủ sẵn vũ khí cho mình. Anh đừng có trách tôi, nên để tôi yên, người thân của anh cũng sẽ được yên. Còn nếu như mà alo em nghe. Dạ. Đánh cắp số phận, 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát sóng song song và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.